Chào tất cả các bạn. Chỉ còn vài chục phút nữa là bước sang năm 2020 ha. Hôm nay mình làm một cái clip tuyên bố sự trở lại của mình đúng đêm giao thừa năm 2020. Trong năm 2019 mình đã làm rất nhiều clip truyền tải tới các bạn rất nhiều thông điệp, cố gắng nhiều lắm nhưng mà cũng không được như ý. Và mình đã gửi đơn được hơn một tháng nhưng mà YouTube vẫn chưa bật kiếm tiền cho mình. Và cách đây mấy ngày không lâu thì mình nhận được một cái tin vui, đó là YouTube đã bật kiếm tiền cho mình ha. Thì sau sự chờ đợi hơn một tháng trời, mình đã được bật kiếm tiền. Thì mình quyết định trở lại tiếp tục làm clip để phục vụ các bạn trong năm 2019 với những cái biến động, cái sự kiện xảy ra, kể cả xã hội, con người, bạn bè và bản thân mình. Qua đây mình cũng nhắn nhủ luôn tới những cái bạn mà có đam mê và làm YouTube á, thì đừng có vội thất vọng, đừng có nản chí. Sẽ có một ngày YouTube sẽ để ý tới mình nếu mình nỗ lực. Như mình cũng vậy, mình từng nản chí và mình bỏ không một tháng mình không làm, và sau đó quay qua thì mình thấy YouTube đã duyệt đơn cho mình ha. Thực tế ra mình cũng không có bí quyết gì hết. Mình cũng xem nhiều clip, tham gia nhiều diễn đàn, tham gia nhiều group fanpage, được các bạn chia sẻ là phải như vậy, có những cái kinh nghiệm. Tất nhiên thì nó cũng có những cái kinh nghiệm, nhưng mà theo như mình đúc rút được, mình được bật kiếm tiền thì mình đúc rút ra được một cái kinh nghiệm, đó là video của các bạn dù hay hay dở, nó là sản phẩm của chính bạn, đừng có lấy cắp của ai. YouTube sẽ khuyến khích các bạn như vậy. Và thứ hai là sự kiên trì. Bạn làm ngày một, từ từ sẽ có người coi, chứ không phải là cứ làm lên một cái là có người coi liền đâu. Phải có thời gian, bạn phải kiên trì chờ đợi ha. Cái đó ở cái sự bền bỉ trong lòng bạn. Bạn phải có lập trường của riêng bạn, đừng có nghe ai hết. Tóm lại nha, YouTube chỉ muốn các bạn làm một cái sản phẩm của riêng bạn, dù hay hay dở làm riêng bạn. Và cái sản phẩm của bạn là không được vi phạm những cái vấn đề như là pháp luật, rồi liên quan tới những cái vấn đề đạo đức, là các bạn nên né những cái điều đó ra. Còn lại các bạn làm hài hước, vui cười, ăn uống, nhảy múa gì tùy các bạn ha, là do của các bạn sáng tạo. Đó là những điều YouTube khuyến khích. Và vấn đề thứ hai là ở bản thân mình, đó là sự kiên trì, bền bỉ, chờ đợi, đừng nản chí, phải có lập trường. Do đây là một đoạn clip ngắn để đánh dấu sự trở lại của mình trên con đường YouTube. Cũng không có gì hơn ngoài lời chúc các bạn một năm 2020 với nhiều thành đạt hơn năm cũ ha. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng mình trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn.